chào Cẩm Vàng. Dạ em chào anh ạ. Chia sẻ tí xíu về niềm đam mê ca hát nha. Trường không biết là đam mê ca hát đến với bạn từ khi nào? À, từ lúc 7 tuổi thì em bắt đầu luyện ôn để hát. Nhưng mà khi mà ba nói là con có thể đi theo ba để ca hát, thì lúc đó thì em lên sân khấu em rất là run, đó là 13 tuổi. Ôi, nếu nói như vậy là gia đình bạn cũng có truyền thống nghệ thuật luôn. Dạ, ba đời ạ. Wow, ba đời luôn. Ồ, như vậy là mình dùng từ con nhà nòi được không ta? Mình tạm gọi là có truyền thống đó. Dạ. Thì trường tin chắc gia đình đang rất là kỳ vọng vào bạn. Dạ. Ừ. Xin mời anh bạn sẽ cùng lên và thể hiện bài dự thi của mình. Chín ba mùa lúa chưa ngại gặp lại.